Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ thép xanh Nam Định và công an Hà Nội có ý nghĩa rất lớn với đội khách. Đoàn quân của ông Flavio buộc phải thắng nếu không muốn sớm tan mộng vô địch V-League. Tưởng chừng như câu lạc bộ công an Hà Nội vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch sau khi đã lấy lại ngôi đầu bằng chiến thắng trước Bình Định ở vòng 2. Tuy nhiên, thất bại bất ngờ của đoàn quân ông Flavio trước Hải Phòng ở lượt trận vừa qua, trong khi các đối thủ khác có chiến thắng, đã khiến tân binh V-League không chỉ mất ngôi đầu mà còn chịu áp lực lớn. Từ bây giờ, Mỗi trận đấu với Công an Hà Nội đều sẽ là một trận chung kết nếu họ vẫn còn mơ môi cao. Làm khách trên sân Nam Định, mục tiêu của Công an Hà Nội là phải giành chọn 3 điểm. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng một khi đội chủ nhà buông hết sức lực cũng như tinh thần để chiến đấu. Với Nam Định, đích nhắm top 3 của đoàn quân ông Vũ Hồng Việt gần như ngoài tầm với. Tuy nhiên, khán giả Nam Định chắc hẳn mong muốn đội nhà cần nỗ lực hết mình để thể hiện hình ảnh đẹp trong những trận tới. Trong cuộc đọ sức này, Nam Định có lực lượng mạnh nhất ra sân. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ công an Hà Nội gặp khó khi hậu vệ Văn Hậu bị treo giò. Dù vậy, vấn đề cần giải quyết ở đội bóng này là lối chơi. Kể từ khi Quang Hải có mặt, câu lạc bộ công an Hà Nội dường như không còn là chính mình khi lối đá không có điểm nhấn. Dù về lý thuyết, chất lượng nhân sự đã được nâng lên một tầm cao mới. Lúc này công an Hà Nội đang gặp vấn đề về phong độ, cũng như cách sắp xếp nhân sự. Bên kia chiến tuyến, Nam Định cũng đối mặt với một số vấn đề về khâu dứt điểm sức mạnh tấn công của đội bóng Thành Nam vẫn chưa được cải thiện nhiều khi hiệu suất ghi bàn vẫn chưa cao. Nhìn tổng thể, mỗi đội có những khó khăn của riêng mình nhưng Công an Hà Nội đang đối mặt với sức ép nhiều hơn sau những trận đấu gây thất vọng. Dù vậy, xét ở tình cảnh hiện tại trên bảng xếp hạng, Tân Minh Vi league lại khát thắng hơn. Với tính chất ấy nên sẽ không bất ngờ nếu như Công an Hà Nội giành chọn 3 điểm trong chuyến làm khách này. Trên trang cá nhân, Philip Nguyễn Thủ thành đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở giai đoạn 2 V-League 2023 viết chúng tôi gửi tới người hâm mộ lời xin lỗi vì kết quả của những trận đấu vừa qua, đặc biệt là trận đấu gần nhất. Dù toàn đội đã rất nỗ lực, nhưng có vẻ thần may mắn không mỉm cười với chúng tôi. Chúng tôi biết ơn sự đồng hành và cổ vũ của mọi người xin hãy tiếp tục cổ vũ và tiếp sức cho chúng tôi ở trận tiếp theo. Theo thống kê, câu lạc bộ Công an Hà Nội mới chỉ thắng được một trận trong năm trận đấu gần nhất. Mới đây họ thậm chí còn để đội khách Hải Phòng đánh bại với tỷ số 2, không ngay trên sân nhà hàng đấy. Thành tích thi đấu yếu kém đó khiến đoàn quân của huấn luyện viên Flavio đang bị chững lại trong cuộc đua vô địch. Và nếu không sớm cải thiện tình hình, họ rất có thể sẽ lỡ hẹn với chức vô địch. Chúng tôi dự đoán tỷ số trận đấu giữa Nam Định và Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ là hai, không nghiêng về đội khách. Theo lịch trận đấu giữa Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2023 theo bạn giữa câu lạc bộ thép xanh nam định và câu lạc bộ công an hà nội đội bóng nào sẽ giành chiến thắng hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại